Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì cũng như thường lệ mà thôi, thì trong tuần này đó thì mình cũng sẽ đưa đến cho anh em những cái cập nhật nó mới nhất về cái thị trường chúng ta. Dẫu mình biết rằng là trong cái thời gian qua thì thị trường của chúng ta nó vẫn đang khá là sập sình đúng không anh em? Và hiện tại thì khi nghe mình làm cái video này đó thì ở ngoài đang mưa. Thì có lẽ là ông trời cũng đang rất là đồng cảm với cái tâm trạng của mình, cũng như là anh em đang xem video này mà thôi. Đó, tại vì là như anh em thấy trên màn hình của mình đây đó, thì dường như là chúng ta đã kết thúc một cái giai đoạn gọi là 9 tuần liên tiếp đúng không? 9 tuần liên tiếp thị trường của chúng ta là Bitcoin nó đóng những cái cây nến đỏ nhìn khá là khó chịu. Đó thì tưởng chừng như cái tuần này khi mà nó đóng một cái cây nến xanh và ngày hôm qua nó lên tới tầm khoảng là tầm gần 32.000 đô đó. Nhưng mà bây giờ là nó lại tụt lùi xuống ở dưới ngưỡng là 30.000 đô rồi. Và ngay cái thời điểm mình làm video này thì nó đang dao động ở khoảng là tầm 29.900 đô. Thì thật sự là đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng là nó cũng giống như một cái chu kỳ của thị trường mà thôi đúng không anh em? Khi mà anh em thấy một cái chu kỳ uptrend mà nó tăng liên tục như vậy thì đây chính là cái lúc khó khăn nhất mà những anh em nào mà mình nghĩ rằng đó là đã tham gia thị trường khá là lâu rồi thì anh em cũng đã trải qua những cái viễn cảnh nó như thế này. Khi mà chúng ta cứ mỗi sáng chúng ta thức dậy chúng ta đều cảm thấy đâu lại vào đấy cả đúng không? Rồi và cùng với đó là những cái diễn biến nó khá là bất ổn ở trên thị trường nữa và tin tức ra cũng không là nhiều và sự hoạt động của các dự án thì thật sự nó cũng không đem đến một cái làn gió quá là mới mẻ để mà có thể kích thích cái thị trường của chúng ta lên được. Đúng không? Rồi và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ nên follow những cái mà nó có thể tác động tới Bitcoin. Tại vì thời điểm hiện tại thì anh em biết như cái tuần trước mình đưa tin cho anh em thì cái dominance của Bitcoin thì nó đã tăng trưởng khá là nhiều rồi. Vì thế cái xu hướng giá của Bitcoin thì bây giờ nó sẽ khá là ảnh hưởng, cực kỳ ảnh hưởng đến thị trường altcoin còn lại của chúng ta. Vì vậy nên là chúng ta phải theo sát những cái diễn biến mới nhất của Bitcoin để chúng ta nắm được cái tình hình anh em. Và ít nhất là chúng ta có thể né được những cái cuộc bán tháo có thể diễn ra trong tương lai đó. Chứ còn về mặt tăng trưởng và phục hồi thì như anh em thấy đó, chúng ta đã kỳ vọng khá là nhiều vào một cái chu kỳ mới rồi nhưng mà thực tế thì nó lại không có xảy ra như vậy đúng không? Rồi cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho anh em thì đây là một cái dữ liệu đến từ CryptoQuant. Thì cái dữ liệu này nó nói về cái gì anh em? Cái dữ liệu này á thì nó nói về cái tỷ lệ nguồn cung Bitcoin mà những cái holder họ đang nắm giữ, những cái nhà giao dịch của chúng ta nè, chúng ta đang nắm giữ thì cái nguồn cung mà đang có lợi nhuận thì nó đang rơi vào khoảng bao nhiêu. Thì ở trên cái màn hình đây thì anh em có thể thấy được rằng đó là cái lợi nhuận của Bitcoin đó, mà cái tổng nguồn cung nó đang chiếm có lợi nhuận thì nó đang rơi vào khoảng tầm là 55%. Vậy thì cái điều này á nó đồng nghĩa với việc đó là khoảng là 45% còn lại là đang bị thua lỗ đúng không anh em? Rồi ở đây chúng ta hãy nhớ một điểm nha, ở đây là đang là vào ngày 2 tháng 6 đúng không? Rồi vì thì mình có một cái dữ liệu khác để đối chiếu đến cho anh em, đó chính là cái dữ liệu đến từ Glassnode. Thì họ cũng đã chú thích rất rõ rằng cái dữ liệu này nó đến từ ngày 11 tháng 5. Thì ở đây anh em có thể thấy rằng là vào thời điểm đó thì chúng ta có khoảng là từ 60 tới 62% tổng nguồn của Bitcoin đang có lợi nhuận đúng không? Mà bây giờ nó rớt còn 55%, chứng tỏ rằng là nó đã rớt tầm khoảng là gần 10% đó. Và cái điều này nó cho chúng ta thấy được rằng là cái diễn biến giá của Bitcoin khi mà nó đi qua cái tháng 5 rồi thì nó lại đạp cái tổng nguồn cung đang có lợi nhuận xuống mức thấp hơn. Và anh em hãy nhớ một cái điều rằng là ngày 11 tháng 5 đó thì Bitcoin nó đang ứng giá nào đó. Thì ở đây mình sẽ cho anh em thấy là ngày 11 tháng 5 thì nó cũng đang ở cái mức lưng chừng như thế này thôi, nhưng mà tại sao cái tổng phần trăm nguồn cung Bitcoin có lợi nhuận nó lại giảm xuống như vậy đúng không? Đó là một cái tín hiệu khá là xấu. Và một cái tín hiệu xấu hơn nữa khi mà CryptoQuant đưa cho chúng ta những cái dữ liệu đối chiếu về cái chu kỳ downtrend từ hồi năm 2017, 2018, 2019, 2020 đó thì nó như thế nào. Thì ở đây anh em có thể thấy nhìn rõ đó, thì ở trong những cái chu kỳ downtrend của năm 2018 nè cho đến năm 2019 thì cái tỷ lệ phần trăm nguồn cung Bitcoin khi mà người ta có lợi nhuận đó thì nó rơi vào tầm khoảng cái chỉ số là nó không có phải là 55% như chúng ta đâu, mà nó rơi vào ở cái mức gọi là 41% như thế này đây. Và cái sức điều chỉnh của Bitcoin thì anh em nhớ là lúc đó là nó tầm khoảng là 20.000 đô và nó điều chỉnh về xuống 3.000 đô đúng không? Tức là nó chia khoảng 6 lần như vậy, chia khoảng 6-7 lần như vậy. Đó, và cái vị thế của chúng ta là đang nằm ở đây nè. Đó, và theo CryptoQuant á, tức là theo một cái tính chu kỳ mà mình thường hay lặp đi lặp lại đối với anh em là nếu mà Bitcoin á, chúng ta biết được dựa theo cái tính chu kỳ chứ chúng ta không thể biết được rằng là đáy của nó ngày hôm sau ra sao đúng không? Mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái mức lịch sử như thế này thôi thì anh em cũng đã đủ hiểu được rằng á là cái mức 55% tổng nguồn của Bitcoin hiện tại thì nó chưa có thỏa mãn đủ cái điều kiện để mà cho Bitcoin tạo đáy ở trong cái chu kỳ này, để mà có thể từ đó tạo một cái điểm bản lề để mà giúp Bitcoin có thể tăng trưởng trong một cái chu kỳ uptrend mới. Vậy thì cái con số 55% tổng nguồn cung có lợi nhuận này nó phải sụp xuống một cái mức đáy là 41% như cái chu kỳ trước đó để mà nó hình thành một cái tiền đề để mà nó bay lên tiếp. Đó, anh em hiểu ý mình không? Và khi mà nó giảm xuống mức 41% như vậy, tổng nguồn cung có lợi nhuận như vậy, thì CryptoQuant đã đo lường thống kê được
rằng là nếu mà Bitcoin nó rơi về cái ngưỡng để đáp ứng đủ điều kiện để tạo thành đáy thì cái vốn hóa của Bitcoin bây giờ nó sẽ bay thêm từ 30 đến 50% nữa. Tức là sao? Tức là cái giá Bitcoin bây giờ đó là 30.000 đô đi, thì với cái mức bay tổng là 30 đến 50%, mình cho một cái trường hợp mà nó tiêu cực nhất là 50% đi, thì mình có thể xác định được cái mức đáy của CryptoCoin đưa ra để mà Bitcoin hình thành đủ điều kiện để mà tạo đáy thì nó rơi vào tầm khoảng là từ 15 tới 20.000 đô. Đó, anh em hiểu ý mình nha. Rồi, mình đã nêu rõ ở đây. Thì ở đây thì mình chỉ sử dụng những cái dữ liệu mà ở những công ty phân tích nổi tiếng về blockchain thôi, chứ mình không có phải mình đoán bừa, đoán đại theo ý kiến cá nhân quan điểm của mình. Đó thì dựa vào cái dữ liệu này chúng ta có thể biết ra được là CryptoCoin họ đang dự đoán cái mức đáy của Bitcoin như thế nào. Và nếu mà anh em xem cái video trước đây của mình á, thì mình cũng dựa vào cái tính chu kỳ và cái tính chia cũng như là nhân về mức lợi nhuận của Bitcoin khi mà Bitcoin bị thua lỗ trong một chu kỳ downtrend, hoặc là Bitcoin lại tiếp tục tăng trưởng để lập những cái mức ATH lớn hơn thì nó còn tệ hơn những cái CryptoCoin đưa ra nữa. Thì lúc đó mình nhớ không nhầm là mình đã dựa trên cái đó mình tính toán, mà nếu nó đúng như vậy á thì ok, 7.000 và 8.000 sẽ là một cái mức đáy của Bitcoin. Đó, thì cái đó chỉ là những cái mà mình ước lượng theo cái số liệu lịch sử nó trả về cho mình thôi ha anh em. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái điểm tiêu cực khác, đó chính là một cái vấn đề mà mình đã luôn lặp đi lặp lại đối với anh em, nhưng mà hiện tại thì nó đã bắt đầu nó hình thành những cái khả năng tỷ lệ cao và nó xảy ra rồi. Đó chính là vấn đề về miner. Miner ở đây là gì? Tức là những cái thợ đào Bitcoin đó anh em, là những thợ đào về mặt đơn lẻ và cũng như là những cái công ty khai thác Bitcoin, đúng không? Rồi. Và tại sao nó có một cái dữ liệu mà mình cho rằng là bây giờ nó đã bắt đầu nó hình thành và nó chuẩn bị được kích hoạt, cái khả năng cao của nó là sẽ được kích hoạt nha anh em, chứ không có phải là mình đoán 100% là nó sẽ kích hoạt trong vòng tháng tới hoặc là tháng tới nữa. Đó, vậy thì cái vấn đề thợ đào ở đây nó ra sao thì mình sẽ mổ xẻ cho anh em. Thì ở đây á, anh em có thể thấy được rằng á, là cái dữ liệu mình đang đưa cho anh em trên màn hình đây, tức là cái số lượng Bitcoin mà thợ đào họ đẩy lên sàn. Đó, thì ở đây đó thì cái mức độ thợ đào họ đẩy lên sàn là nó đã đạt cái mức cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây rồi. Và tại sao nó có những cái điều kiện như vậy? Thì trong cái báo cáo tháng 5 lần này đó anh em, thì anh em biết được là cái tổng doanh thu của thợ đào đó, tức là tổng doanh thu của những cái người mà họ tham gia họ đào Bitcoin đó, thì bây giờ nó đã rớt xuống cái mức đáy của năm 2022. Đó, anh em hình dung một cái câu chuyện này chưa? Tức là khi mà nó rớt xuống một cái mức đáy của năm 2022 và chúng ta lục lại lịch sử, chúng ta thấy được rằng là vào tháng 2, tháng 3 đó, như mình đã liên tục cập nhật cho anh em, là vào tháng 2, tháng 3 nè là thợ đào họ tích lũy Bitcoin khá là nhiều. Sau đó chúng ta đã đi đến một cái giai đoạn là cuối tháng 3 và đầu tháng 4, đúng không? Thì lúc đó Bitcoin nó bắt đầu nó đâm và thợ đào họ phải miễn cưỡng họ bán, chứ họ không có phải là họ kích hoạt một cái làn sóng ồ ạt để mà họ bán ra anh em. Đó, thì mình cũng đã đề cập trong những cái video hàng tuần của mình. Đó, thì cái flow của cái sự kiện nó là như vậy. Đó, sau đó là họ cứ tiếp tục tích lũy bất chấp cái việc mà cổ phiếu của những cái công ty khai thác như là những cái ông lớn ở bên châu Mỹ đó anh em, thì cổ phiếu của mấy ổng là giảm hai chữ số, mười mấy, hai mấy phần trăm không. Đó, và mình cũng đã phân tích rồi, cái cổ phiếu của mấy ổng giảm mà mấy ổng lại tập trung chuyên môn và cái hoạt động kinh doanh của mình ở cái việc khai thác Bitcoin. Nhưng mà lúc đó thì mấy ổng cũng đã hình thành những cái tín hiệu bán rồi, nhưng mà bán số lượng ít. Ở đây mình dùng cái từ miễn cưỡng nha anh em. Nhưng mà cho đến khi á, mà thời điểm hiện tại nè, cái doanh thu tháng 5 đó nó vừa mới công bố ra là dường như là giảm ở cái mức gọi là đáy năm 2022, thì anh em cũng đủ hiểu một cái vấn đề rằng là thợ đào họ đã gồng. Đó, mình nhìn chung lại, mình đánh giá lại đi, là thợ đào họ đã gồng trong vòng nửa năm qua rồi. Mà bây giờ đó, tình hình thực tế tháng 5 là doanh thu của họ giảm tới mức đáy, và kết hợp với một cái dữ liệu rằng là số Bitcoin bây giờ thợ đào họ đang đẩy lên sàn, nó đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Đó, và cùng với đó là cái tỷ lệ mà Bitcoin cái tỷ lệ mà độ khó khai thác Bitcoin đó, như mình đã chia sẻ này, thì nó cũng vừa drop nữa anh em. Tức là anh em thấy không, khi mà nó đạt thiết lập cái ATH mới thì bây giờ nó đã đâm đầu đi xuống. Thì đó cũng là một, kết hợp những cái dữ liệu đó lại thì chúng ta cũng thấy được rằng là có thể rằng là thợ đào bây giờ họ đang khá là bối rối rồi. Và kết hợp với một cái câu chuyện rằng là vào tháng 6, tháng 7 của chúng ta có gì nữa, chúng ta có những cái đợt tăng lãi suất từ Fed nữa anh em. Vậy đó thì dường như là bây giờ đó thì cái câu chuyện thợ đào thì mình nghĩ rằng là chúng ta hãy nên cẩn trọng trong một thời gian tiếp theo đi. Đó, tại vì các dữ liệu bây giờ trả về thì dường như là nó không khả quan một tí nào đâu. Và mình cũng xin lặp lại một điều rằng á, là cái câu chuyện mà thợ đào họ bắt đầu họ kích hoạt cái làn sóng bán tháo thì nó sẽ là một cái viễn cảnh mình nghĩ rằng nó còn tồi tệ hơn giữa cái việc mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ họ bắt đầu họ xả lên đầu nhau nữa nè. Đó, tại vì anh em có thể hình dung rằng là những câu chuyện bán tháo của thợ đào vào tháng 3 năm 2020 và vào tháng 5 năm 2021, đó là những cái điểm tâm điểm sự kiện mà chúng ta cần phải chú ý đến. Tại vì họ cần phải trang trải chi phí để mà họ vận hành cái việc khai thác của họ nữa, đúng không?
Và cái điều và một cái chỉ số mà mình cho rằng đó là mình cũng phải đưa cho anh em, tức là cái chỉ số mà anh em biết rằng là cái đồng đô la Mỹ khi mà họ khai thác Bitcoin dựa trên từng cái terahash trên dây của họ, tức là một cái tỷ lệ hiệu suất của họ tạo ra khi mà họ tham gia vào cái quá trình khai thác Bitcoin này đó, thì cứ mỗi một terahash trên dây của họ đó thì bây giờ nó rơi vào đâu đó tầm khoảng là họ chỉ kiếm được là dường như là 0.12 đô thôi anh em. Tức là nó đã giảm khoảng dường như là 75-80% so với tầm khoảng là tháng 7, tháng 8 năm 2021, khi mà một chi cứ trên một terahash trên dây đó thì họ lại khai thác được 0.45 đô. Đó, cái điều đó thì anh em cũng đủ hiểu được rằng á là theo đạo bây giờ họ đang khó đến cỡ nào đó, và cái việc mà họ bán Bitcoin cũng là một cái điều dễ hiểu mà thôi. Nhưng mà mình nói ở đây tiêu cực không phải là mình đang cho rằng là cái làn sóng này nó sẽ đến và nó sẽ ồ ập, nó đến và Bitcoin sẽ đâm liên tục như vậy, không phải nha anh em. Tức là mình đang đưa ra những cái cảnh báo, những cái điều mà anh em nên cẩn trọng trong cái cuộc giao dịch của mình trong thời gian sắp tới mà thôi đó. Và nhưng mà chúng ta có một cái điểm mà mình cho rằng nó cũng khá là tích cực để mà nó ủng hộ cho một cái xu hướng là ok, bây giờ thợ đào họ đã có một cái tâm lý thoải mái để mà họ có thể họ chi phối cái hành động nó khác trước đây. Thì chúng ta có một cái dữ liệu, đó chính là cái hash rate của Bitcoin anh em. Khi mà anh em thấy được là bây giờ cái hash rate của Bitcoin thì nó vẫn đang duy trì ở cái mức gọi là tương đối an toàn anh em, tức là nó tương đối an toàn đó. Mà khi cái hash rate Bitcoin mà nó duy trì ở cái mức tương đối an toàn như vậy thì cái điều này nó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái việc mà cái lĩnh vực khai thác Bitcoin đó thì các thợ đào họ vẫn đang tích cực để mà họ tranh đấu vì cái số lượng Bitcoin ít ỏi còn lại. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì mình nhớ không nhầm thì Bitcoin nó đã được khai thác ra là hơn 19 triệu rồi đúng không? Chỉ còn 2 triệu Bitcoin thôi. Đó thì bây giờ họ đang rất là tích cực để mà họ đóng góp vào cái mạng lưới Bitcoin này để họ khai thác. Nên vì thế cái hash rate nó mới duy trì ở cái mức độ an toàn như vậy. Và cái điều này nó khác với cái việc trước đây anh em là sao? Tức là khi mà hash rate đó mà nó không duy trì ở một cái mức an toàn hoặc là mức cao như vậy đó, như mình đang trình chiếu ở trên đây đó, thì cái điều đó nó chứng tỏ là các thợ đào họ đã bỏ đi rồi, họ không có còn nữa. Và cái điều đó chúng ta đã thấy trong quá khứ rồi đúng không? Nhiều công ty khai thác lớn họ bỏ cả cái giàn khoan của họ rồi, nhiều người họ bỏ thị trường luôn. Tại vì lúc đó thì khi mà Bitcoin nó liên tục nó lao dốc ở một cái thị trường downtrend như vậy thì chúng ta chả có gì để mà chúng ta khai thác, thậm chí anh em bỏ chi phí ra anh em đào đó thì anh em còn lỗ nữa chứ anh em không được đồng lời đó. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái câu chuyện của quá khứ mà thôi. Nhưng mà hiện tại chúng ta thấy là dường như là họ vẫn chưa rời bỏ thị trường khi mà cái mức hash rate nó đang duy trì ở cái mức ổn định như vậy đó. Thì đây cũng là một cái câu chuyện, một cái dữ liệu mà chúng ta cần phải xem xét được rằng là đây cũng là một cái tích cực nhỏ trong một cái bức tranh tiêu cực lớn, để mà anh em có thể đưa ra những cái chính kiến của riêng mình để mà có thể tiếp tục những cái giao dịch của anh em ở trong thời gian sắp tới ha. Rồi, và một cái dữ kiện thú vị khác đó là trong cái cuộc mà đảo chiều và suy thoái của Bitcoin thì như anh em đã thấy đó, thì cái tỷ lệ mà triệu phú mà họ giàu nhờ Bitcoin đó thì bây giờ nó chỉ đang còn khoảng là 72.000 thôi. Đó, tại sao mình lại nói một cái thông tin thú vị như thế này, thì đây cũng là vừa là cơ hội vừa là thách thức đến cho thị trường của chúng ta. Vì anh em biết được rằng là theo cái thống kê mà từ tháng 8 năm 2021 đó, thì cái số lượng triệu phú mà họ giàu lên nhờ Bitcoin dường như là nó, mình nhớ một cách chính xác luôn, tại vì cái con số đó mình rất là ấn tượng, thì nó rơi vào tầm khoảng là 116.000 người họ sở hữu cái số lượng Bitcoin 1 triệu đô trở lên. Đó là họ là triệu phú rồi, nhưng mà bây giờ nó còn là 72.000 người thôi, cộng với cái 5.000 người sở hữu trên 10 triệu đô như thế này, thì chứng tỏ rằng là ok, sẽ có người họ đã giữ Bitcoin và họ thua lỗ, nhưng cũng sẽ có người họ đã bán ra rồi. Vì thế nên chúng ta mới có một cái câu chuyện rằng là cái nguồn cung Bitcoin nó đã bắt đầu nó giảm như thế này, nó có lợi nhuận nó giảm như thế này đó. Thì đây cũng là một cái cơ hội để dành cho anh em, để mà cho anh em có thể biết được rằng là sắp tới chúng ta có những cơ hội gì trong cái chu kỳ downtrend này. Tại vì như anh em biết á, thì trong downtrend nếu mà những ai mà tồn tại được hoặc những ai biết nắm bắt cơ hội thì trong tương lai chúng ta sẽ thành công rực rỡ mà thôi, đúng không? Đó, nhưng mà mình nói ra cái này là để cho anh em suy xét kỹ ha, chứ không phải là bắt anh em lao vào mua hay gì cả đó. Rồi và tiếp theo đó thì chúng ta hãy đề cập tí về một tí Terra đi, tại vì mình cho rằng là cái Terra này á, bây giờ nó vẫn là một cái nỗi ám ảnh đối với các nhà đầu tư. Không chỉ đối với các nhà đầu tư đâu anh em, mà nó còn đối với cả những cái tỷ phú crypto như là CZ, như là CEO của Coinbase, hoặc là CEO của FTX, hoặc là ngay cả Vitalik Buterin nữa. Đó, thì anh em biết tại sao bây giờ cái sự kiện Terra nó đã dài đằng đẵng như vậy rồi mà bây giờ mình vẫn đưa tin cho anh em, tại vì nó có những cái biến số mà mình nghĩ rằng là nó sẽ nguy hiểm ha. Đó, thì anh em như cập nhật đó thì anh em thấy rằng là vào trong khoảng từ 3 ngày trước thì đã có xuất hiện một cái tin đồn đó là CEO của Terra là ông Do Won thì ông đã
đang xây dựng một cái stablecoin thuật toán ở trên Terra 2.0. Tại sao mình nói đây là một cái điều nguy hiểm? Thì anh em biết được rằng là cái sự kiện Terra nó đổ vỡ như vậy, và một trong những nguyên nhân chính của nó là một cái mô hình stablecoin không đủ chắc chắn và không được bảo chứng đầy đủ của Luna và UST, đúng không? Rồi, và sau khi mà nó sụp đổ như vậy thì bên phía đội ngũ của Terra đã ra một cái Terra mới là blockchain Terra 2.0, và họ nói rằng là những cái mà nó liên quan đến hệ sinh thái của Terra cũ hay là những cái đồng đặc biệt là cái đồng UST đó thì nó sẽ không còn thuộc cái hệ cái Terra 2.0 này nữa. Đó, tại vì là nó đã là những cái của dĩ vãng rồi. Rồi, mình chỉ dừng lại đó thôi nha. Nhưng mà tiếp theo, bây giờ thì lại có tin đồn là ông sử dụng một cái stablecoin thuật toán khác ở trên Terra 2.0, thì dĩ nhiên cái điều này nó sẽ gây ra một cái vấn đề lo ngại cực kỳ đáng sợ đối với cộng đồng tiền mã hóa của chúng ta nữa. Tại vì á, thì một cái điều mà nó đã đổ vỡ rồi mà bây giờ nó lặp lại ở trên một cái Terra 2.0 nữa, thì anh em biết được rằng á, là cái khả năng khi mà nó sụp đổ tiếp thì nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng dây chuyền khá là lớn đối với thị trường chúng ta. Vì thế nên là cái điều lo ngại này là mình nghĩ rằng là không chỉ riêng mình lo ngại đâu, mà tất cả những anh em đang tham gia thị trường cũng đều lo ngại cả. Mặc dù chúng ta vẫn có những cái cơ sở để mà có thể giải thích cho cái trường hợp này. Ví dụ như là nếu mà Do Won ra một cái stablecoin thuật toán khác ở trên Terra 2.0 mà được bảo chứng đầy đủ chứ không được bảo chứng bằng đồng Luna mới thì sao, đúng không? Thì mình nghĩ là cái trường hợp đó nó vẫn sẽ xảy ra được, và cũng đã có rất nhiều tranh cãi ở trên cộng đồng rằng là nếu mà ông đi theo một cái hướng nó an toàn hơn và nó cấp tiến hơn trước đây thì sao. Đó, nhưng mà dù sao chúng ta vẫn phải thận trọng với nhiều rủi ro nhiều hơn là chúng ta nhìn ra cơ hội, anh em. Tại vì là những cái gì đó nó đã sụp đổ một lần rồi, đó thì nó sẽ có cái khả năng cao sụp đổ thêm một lần nữa, chứ chúng ta đừng có đặt nên niềm tin quá nhiều vào một cái sự kiện mà nó đã gây chấn động nhất ngành tiền mã hóa của chúng ta trong vòng khoảng là từ 2 đến 3 năm trở lại đây như thế này nữa, ha anh em. Và cái hành động của CEO One thì mình nghĩ rằng là cũng khá là lì á. Tại vì là cũng trong cái tuần qua thì anh em biết được là đã có thêm một cái cơ quan chức năng mới của Hàn Quốc, họ đã tiến hành điều tra vào Terra rồi, bên ngoài cảnh sát nè, rồi cả lực lượng tài chính, rồi cả giới chính quyền. Thì bây giờ chúng ta đã có những cái công tố viên của Hàn Quốc, họ bắt đầu họ tập hợp những cái nhân viên của Terra Form Lab á để mà có thể điều tra vào cái sự kiện này. Đó, thì mặc dù bị vô vàng cái mũi giáo pháp lý như vậy, và không chỉ bị pháp lý ở Hàn Quốc đâu, mà ngay cả cái sự kiện này nó còn sẽ tạo ra một cái tiền đề, một cái gì đó nó khá là xấu đối với thị trường của chúng ta, khi mà chúng ta đã có những cái giới chính quyền từ Mỹ nè, rồi từ châu Âu nè, họ liên tục họ chỉ cái mũi giáo pháp lý vào đó. Nó giống như kiểu là họ đã trực chờ khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ cái giọt nước nó tràn ly á anh em, nên là nó tạo ra một cái cơ hội để cho họ nhắm vào đó. Nhưng mà dường như là CEO Do Won ông vẫn chưa có sợ, mà ông vẫn tiếp tục là tham vọng xây một cái stablecoin mới ở trên Terra 2.0. Đó, thì nếu cái câu chuyện này mà nó xảy ra sự thật thì chúng ta cần phải theo dõi kỹ nha anh em. Tại vì á, mình vẫn luôn cảnh báo cho anh em về cái Terra này, tại vì mình cảm thấy rất nhiều anh em, bên cạnh những anh em đã biết được là cái nội tình nó như thế nào, nhưng mà vẫn có rất nhiều anh em mới đang bị FOMO bởi những cái luồng thông tin nó khá là trái chiều của anh em. Đó thì dẫu sao thì cái việc mà CEO Do Won đang xây dựng cái stablecoin thuật toán mới trên Terra 2.0 đó, thì nó chỉ dừng lại ở cái mức độ tin đồn mà thôi. Đó, nhưng mà cái mức độ tin đồn này á, thì lại được đưa tin bởi Fatman. Thì Fatman á, thì mình mô tả ngắn cho anh em, thì đây là một cái nhân vật đã mổ xẻ ra rất nhiều những cái phi vụ mờ ám xung quanh những cái sự kiện nó liên quan đến Terra, và tất cả những sự kiện đó đều đúng. Mình có thể nói là những cái sự kiện ví dụ như là một cái công ty stay, một cái công ty mà cho người dùng có thể mà đem cái stablecoin của họ để mà khóa lại, để mà công ty dùng cái đó để mà có thể trả lãi suất cho người dùng, thì cuối cùng là Fatman chính là cái người mà mổ xẻ ra cái vấn đề đó. Thì công ty đó đã lừa của người dùng để đem hết cái đống stablecoin như họ tuyên bố là USDC để mà họ đem vào UST hết, và cuối cùng đổ vỡ hết, làm mất của người dùng 40 mấy triệu chẳng hạn. Hoặc là những cái sự kiện như là về Oracle, hoặc là những cái sự kiện mà về bên phía của Mirror, của cái giao thức Mirror đó, là một cái giao thức xương sống DeFi ở bên Luna đó, họ cũng bị thất thoát, và họ cũng gặp những cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng nhưng mà họ che giấu cộng đồng. Thì Fatman là cái người đã mổ xẻ ra những cái vụ đó, và Fatman cũng là cái người mà đưa ra cái tin đồn xác thực rằng là Do Won đang thực hiện cái tham vọng như thế này đây. Thì mình nghĩ rằng là cái khả năng trở thành sự thật thì nó cũng khá là cao, và anh em cũng cần nên cẩn trọng đối với cái sự kiện này nha. Rồi, và tiếp theo nữa thì trong tuần này chúng ta hãy dồn một chút tâm điểm về Ethereum đi. Tại vì đó là cái sự kiện đời mới của Ethereum thì như anh em cũng biết là hợp nhất hai cái blockchain lại, tức là một cái blockchain cũ là Proof of Work, đúng không, và một cái blockchain mới là Proof of Stake, thì hợp nhất lại để có thể giúp cho Ethereum có thể chuyển mình hoàn toàn lên Proof of Stake luôn. Và đây là một cái sự kiện tâm điểm. Tại sao mình lại nói tâm điểm? Tại vì anh em biết rằng đó thì sau Bitcoin thì chỉ có Ethereum thôi,
mà nhất là vào thời điểm hiện tại nữa, Ethereum đang đạt được những cái sự tiếp nhận nhất định đối với các tổ chức tài chính truyền thống lớn. Nếu như anh em chưa biết á, là trong khoảng thời gian vừa qua khi mà Bitcoin nó liên tục đâm như vậy á, nhưng mà nếu mà anh em nhìn vào cái quỹ của những cái quỹ lớn hoặc là những công ty tổ chức tài chính truyền thống lớn á, thì họ liên tục họ lên những cái trang báo họ tuyên bố là họ đang tích lũy thêm Ethereum rất là nhiều. Đó, vì thế nên cái sự kiện The Merge này đó để giúp cho Ethereum chuyển lên Proof of Stake thì nó cũng mang một cái bước ngoặt khá là quan trọng đối với thị trường của chúng ta. Và nếu nó chuyển lên thành công và nó đạt được những cái kỳ vọng từ cộng đồng thì mình nghĩ rằng là thị trường của chúng ta sẽ đón được một cái dòng tiền để mà có thể nâng đỡ và giúp cho thị trường phục hồi. Đó, đã bao nhiêu lần rồi không phải là Bitcoin cứ dập dìu cứ sideways như vậy là thị trường của chúng ta sẽ hoàn toàn bị chảy máu theo, nhưng mà đã có những đợt mà anh em thấy Ethereum hoàn toàn lead thị trường luôn. Đó. Nhưng mà trong tuần qua thì sao? Trong tuần qua đó thì cái Bitcoin Chain, tức là một cái trái tim, một cái mainnet của Ethereum 2.0 đó, thì cũng đã gặp một cái sự cố cũng nghiêm trọng anh em. Tức là sao? Tức là cái sự cố này á, nó được giải thích rằng là đội ngũ của Ethereum á, đã ghi nhận một cái đợt recognition kéo dài đến 7 block, và cái điều này á, thì nó lại chưa có từng xảy ra đối với Ethereum. Thì cái việc mà cái thuật ngữ mình vừa nêu cho anh em đó chính là một cái sự cố mà các nốt trên mạng blockchain họ bị mất đồng bộ với nhau anh em. Đó, nó dẫn đến về cái việc mà trên cùng một blockchain mà dẫn đến ghi nhận hai phiên bản blockchain song song cùng tồn tại, thì cái việc này nó đã xảy ra một cái sự cố và được gọi là một cái thuật toán như thế này. Đó, và cái thuật toán này đó thì nó đã gây một cái sự cố nghiêm trọng đối với trên cái trái tim Bitcoin Chain của Ethereum, nhưng mà cuối cùng thì đội ngũ của Ethereum họ cũng đã khắc phục được rồi. Và tiếp theo thì chúng ta có một cái sự cố khác, đó chính là về cái testnet của Ethereum. Đó, Rob Stein. Thì cái sự cố này thì nó cũng là một cái vấn đề mà giống kiểu là những cái ông dev ổng vào testnet ổng chọc ngoáy mà thôi, chứ nó thật sự nó cũng không có phải là cái gì đó mà nó nghiêm trọng quá đối với user đâu. Nhưng mà thật sự á, trước cái thềm mà Ethereum tiến tới The Merge thì Ethereum đã chứng kiến được hai cái lỗi kỹ thuật này, thì một phần nào đó nó cũng gây một cái sự hoang mang nhất định đối với người dùng và đặc biệt đối với cái vị thế của Ethereum hiện tại nữa, đúng không anh em? Thì cái điều đó anh em thấy á, thì trong tuần qua với cái việc mà Bitcoin nó liên tục đâm như vậy thì Ethereum họ cũng đã mất những cái mốc quan trọng như là 1.800, 1.900 và 2.000, đúng không? Đó, nhưng mà cái điều đó nó còn chưa có đáng sợ bằng cái việc gọi là khi mà Ethereum họ gặp những cái sự cố như vậy, họ bị những cái phản ứng giá như vậy trước thềm The Merge đó, thì chúng ta cũng đã kéo theo là gì? Chúng ta đã kéo theo là cái hệ sinh thái của DeFi bị sụt giảm cực kỳ nặng nề luôn. Tại vì sao? Tại vì Ethereum mới là một trong những cái nền tảng mà chiếm cái tổng giá trị khóa lại ở trong DeFi nó khá là lớn. Đó, như mình trình chiếu cho anh em đây thì anh em thấy được rằng á là đây, Ethereum bây giờ cũng đã giảm khá là nhiều, và trong một tháng qua đó thì cái tổng TVL của Ethereum á đã giảm khoảng 37.57%, và bây giờ hiện tại nó chỉ dao động ở khoảng là 68,8 tỷ đô mà thôi. Dường như là nó chia khá là nhiều so với cái đỉnh mà hồi tháng 11 khi mà đạt tới khoảng là 120 tỷ đô cơ. Và khi mà cái hệ sinh thái và khi mà cái TVL của DeFi nó giảm như vậy thì nó lại ảnh hưởng một loạt hết các cái dây chuyền khác. Như ở đây mình có thể nói đó chính là hệ sinh thái của Layer 2. Anh em, mà trong vài ngày vừa qua thì mình cũng biết rằng là anh em cũng đang khá là sôi nổi với cái con mà Optimism đó, cái con OP đó, thì cái hệ sinh thái của Layer 2 thì nó cũng đã giảm theo luôn. Đó, và dường như là trong tuần trước thì nó cũng đã chạm đáy của năm 2022 rồi. Đó, thì nói chung á là đơn giản như thế này, thì Ethereum á trước khi tiến lên Proof of Stake thì anh em cũng gặp một số cái rào cản nhất định. Hiện tại là cái phí giao dịch và cái quá trình cái thời gian thực hiện giao dịch của anh em nó khá là lâu. Vì thế nên chúng ta có thể gọi là Layer 2 là một cái giải pháp, một cái băng keo để mà dán vô cái vết thương đó đó anh em. Đó. Và trong khoảng xuyên suốt từ khi mà những cái giải pháp Layer 2 được ra đời là cũng đã giúp ích được rất là nhiều cho Ethereum nữa. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà cái chân anh em nó có một cái vết thương như vậy, nó tương tự như là cái phí giao dịch cao và cái tốc độ giao dịch nó còn bị chậm, thì cái Layer 2 nó giống như một cái miếng băng, đúng không? Nó dán vô. Nhưng mà bây giờ khi mà tổng TVL của Ethereum giảm như vậy và Ethereum đang gặp những cái sự cố mà nó không có đáng có, nó ảnh hưởng đến cái quá trình The Merge, thì dĩ nhiên bây giờ người dùng họ không có còn tin tưởng, sẽ có một số người dùng không còn tin tưởng nữa, hoặc sẽ có một số người dùng họ bắt đầu họ rút tiền ra khỏi các giao thức này. Đó, thì khi mà một cái cơ thể của chúng ta không có một cái miếng băng keo như vậy, nhưng mà khi mà cả một cơ thể bị tổn thương thì cái chân của chúng ta, cái miếng băng keo đó nó cũng là một cái điều vô nghĩa mà thôi, đúng không? Nên vì thế đó thì người dùng họ cũng không có còn tha thiết gì để mà họ sử dụng DeFi ở trong Ethereum nữa. Và khi mà họ sử dụng DeFi trong Ethereum thì không có phải là họ giao dịch trực tiếp bằng ETH đâu, mà họ sẽ
rất là tích cực để mà họ gửi gắm vào những cái giao thức layer 2 này. Đó, và khi bây giờ họ mất niềm tin thì họ bắt đầu họ rút ra, và cái điều đó nó khiến cho cả DeFi, TVL của Ethereum giảm, và cả cái TVL của bên phía layer 2 cũng đồng loạt giảm theo, tất cả đều chạm mức đáy hết rồi. Và cái điều đó nó kéo theo một cái điều gì nữa, cái điều đó nó kéo theo cả một cái thị trường GameFi và blockchain game cũng giảm luôn. Tại vì khi mà Ethereum nó bị như vậy thì anh em biết là hầu hết những cái GameFi nổi tiếng hoặc là những cái blockchain game nổi tiếng thì được xây đều được base trên ETH hết, đúng không? Và khi mà tất cả đều đổ sập thì bây giờ GameFi nó cũng đổ sập luôn. Và anh em biết ở đây nó có, mình có nêu rõ một cái chi tiết là khối lượng người dùng ở trên những cái nền tảng GameFi mà thuộc Ethereum á, dường như là nó đã giảm khoảng 96% so với cái mức đỉnh hồi tháng 11 nữa. Hồi tháng 11 năm 2021 thì đây là một cái vấn đề khá là nghiêm trọng hơn em. Đó, tại vì dường như là trong thời gian qua thì chúng ta vẫn luôn kỳ vọng rằng là thị trường GameFi, NFT thì nó sẽ lead thị trường của chúng ta và nó thu hút một cái dòng tiền nhất định để có thể đạt được một cái lực kéo để kéo thị trường trở lại. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì tất cả đều toang, tất cả đều đổ vỡ hết. Đó, như những cái con số mà mình vừa đưa cho anh em. Ha. Rồi, và tiếp theo nữa thì chúng ta có một sự kiện quan trọng vừa được ghi nhận trong ngày hôm qua mà thôi, đó chính là về Solana. Thì Solana lại tiếp tục sập anh em. Đó, thì ở đây mình đưa ra cái thông tin này không phải là để first anh em đang giữ Sol, hoặc là không phải mình để first Solana, nhưng mà đây chính là những cái sự kiện mà toàn thế giới ai cũng biết hết. Và cái lần sập này đó thì là cái lần sập thứ tư của Solana trong năm 2022. Nếu chúng ta không tính vào những cái lần sập khác của Solana được kéo dài từ hồi tháng 8 năm 2021 cho đến tháng 12 năm 2021 nữa, thì mình nghĩ rằng là cái số lần sập của Solana nó còn hơn cái con số 4 này, nếu mà chúng ta không tính năm 2021 như mình vừa nêu nha. Và cái vấn đề sập của Solana như vậy đó, thì mình nghĩ rằng là một cái blockchain mà bây giờ anh em thấy được rằng, nếu mình mở ở đây, đây, một cái blockchain hiện đang đứng thứ 5 về tổng giá trị khóa lại ở trên DeFi, và nó là tầm khoảng là 2,78 tỷ đó, cái TVL, cái này là tính ở trên DeFi nó khoảng 2,78 tỷ thì nó cũng thuộc dạng khá là lớn rồi. Và cái cộng đồng của Solana cũng như là cái vị thế của Solana đối với toàn thế giới thì nó cũng rất là lớn, và chưa tính đến cái sự tiếp nhận của những cái ông lớn đầu tư mà mình vừa nêu cho anh em đó. Có nhiều ông thì ông rất là thích Ethereum, nhưng mà có nhiều ông rất là thích Solana, và ông cũng đưa ra những cái nhận định rằng là Solana sẽ là một cái ứng cử viên khá là nặng ký đối với Ethereum. Và trong cái báo cáo của A16Z ở vào tuần trước đó anh em, thì ở đây mình xin lỗi anh em là mình quên chụp cái lại cả nó rồi, thì á, người ta ước tính cái số lượng giao dịch cũng giống như là những cái hoạt động mà giao dịch của người dùng đó, mà những cái transaction hàng ngày được thống kê đó, thì Ethereum mặc dù vẫn là một cái blockchain nền tảng hiện đang số 1 hiện nay, nhưng mà anh em biết những cái chỉ số còn lại thì Solana lại đang vượt lên trên của Ethereum nữa. Thì cái điều đó nó chứng tỏ rằng là cái hoạt động của người dùng cũng giống như là những cái transaction, những cái giao dịch, những cái khối lượng volume gì đó tổng hợp hết lại thì Solana vẫn đang chiếm ưu thế nha anh em. Nhưng mà rất là không may cho Solana khi mà lại liên tục gặp những cái sự cố như vậy, thì cái điều này nó lại ảnh hưởng đến cái danh tiếng của Solana nữa. Và một cái điều mà mình cũng muốn đưa đến cho anh em đó về cái câu nói của CEO của bên Solana Labs á, thì vào tháng 12 khi mà lúc mà Solana lại chứng kiến một cái đợt sập thứ hai thứ ba gì đó trong năm 2021, thì ổng có nói một cái câu rằng là đến bây giờ mình vẫn cảm thấy khá là rợn người, khi mà ổng nói rằng là nếu mà sau này Solana có sập nữa thì đó vẫn là một vấn đề khá là bình thường mà thôi. Đó, thì cái câu nói đó là vào tháng 12, đó là vào tháng 12 năm 2021. Thì ok, như bây giờ, vào thời điểm chúng ta đã trải qua 5 tháng rồi, thì cái câu nói đó của ông thì dường như là đã khiến cho Solana sập thêm nhiều lần nữa. Và dường như là đội ngũ của Solana thì họ cũng không có phải là quá là nghiêm trọng về cái vấn đề này, khi mà chính CEO ông đã tuyên bố như vậy rồi. Nhưng mà cái điều này á, nó sẽ đặt ra một cái dấu chấm hỏi đối với người dùng rằng là liệu trong tương lai khi mà Solana hướng đến một cái sự adoption lớn hơn, khi mà họ scale up cái blockchain của họ lớn hơn và họ áp dụng vào đối với hàng triệu người dùng, và thậm chí mình chưa nói đến một cái con số là hàng tỷ người dùng, thì khi mà họ dùng như vậy mà đột nhiên sập một cái nữa thì sao? Đến bây giờ thì cái mức độ mà adoption, cái mức độ tiếp nhận của Solana nó chưa đến như vậy đâu, mà nó đã bị sập như vậy rồi. Thì khi mà sau này cái sứ mệnh họ đưa ra là họ sẽ hướng tới những cái con số mình vừa nêu người dùng kia, thì cái vấn đề sập đó nó sẽ ra sao nữa ha anh em? Thì cái đó là cái câu trả lời thì mình để cho anh em tự quyết định. Và nếu anh em có những cái ý kiến gì về Solana, những cái idea, những cái bình luận hay gì thì anh em hãy để ở dưới ha. Rồi, và cái tin cuối cùng mà mình muốn đưa cho anh em tức là sao, thì đây cũng là một cái tin nó khá là bullish. Thì mặc dù cái thị trường của chúng ta trong thời gian qua thì nó khá là ngập ngừng, nhưng mà vào ngày hôm qua thì Binance Labs, đó là một cái bộ phận đầu tư của Binance cũng khá là lớn và có tiếng nhất gì ở trên thị trường rồi, thì họ đã lập một cái quỹ là nửa tỷ đô anh em, để mà họ tập trung tổng lực vào
cái mảng web 3 là bao gồm tất cả luôn, bao gồm DeFi, NFT, Metaverse, mạng truyền thông xã hội, tất cả. Và cái việc mà họ lập ra quỹ đầu tư ngay tại thời điểm downtrend này đó thì nó cũng chứng tỏ là cái tầm nhìn của bên phía Binance và Binance Labs đó, họ cũng không có lo ngại gì về cái vấn đề downtrend này cả. Và đây cũng là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy được rằng đó là dường như trong cái thời kỳ downtrend này thì những cái quỹ họ liên tục họ lập ra những cái lớn như vậy, và với cái danh tiếng của họ đó thì họ đang xem đây như là một cái cơ hội để mà họ có thể họ rót vốn vào đối với những cái dự án tiềm năng, cũng giống như là những cái dự án mà nó đã tăng trưởng rồi nhưng mà nó đang chịu áp lực của BTC hoặc là áp lực chung của thị trường hoặc là của toàn ngành luôn, áp lực lên và nó chưa có thể bộc phá được hết cái tiềm năng của nó. Thì đây cũng là một cái tin bullish mà mình nghĩ rằng là anh em cũng nên tập trung vào ha. Rồi thì, vậy thì là tin tức trong vòng tuần này thì nó chỉ tóm gọn là những cái điểm chính như vậy thôi đó. Tại vì thị trường của chúng ta bây giờ cũng khá là chán và mình biết rằng là đã có rất nhiều anh em cũng có thể rời thị trường rồi, và đã có rất nhiều anh em cũng đã kiên trì được tới ngày hôm nay thì mình rất cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong cái giai đoạn khốn khó này của thị trường, và nó cũng sẽ sớm qua nhanh thôi đó. Và mình sẽ luôn ở đây để mà mình động viên tinh thần anh em, cũng giống như là mình sẽ liên tục cập nhật những cái tin mà nó mới nhất cho anh em để mà anh em có thể vững tin hơn ở trên thị trường này nha. Rồi, một lần nữa mình cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em ở video sau nha. Bye bye.